Garo, bên ngoài những tuyến phim live action độc đáo, còn có cho mình cả những series anime không kém phần thú vị, là một bước đi của Tohoku Shinsha Film để phổ cập hóa thương hiệu Garo tới đông đảo người xem hơn. Ở kỳ trước, chúng mình đã giới thiệu và đánh giá phần anime đầu tiên của Garo là Hono no Kokuin, Viêm Khắc Ấn. Hôm nay, qua kịch bản được viết bởi anh Mr.0836, ta hãy tiếp tục cùng nhau khám phá và nhận xét series anime tiếp theo xoay quanh Garo, đó là Garo Guren no Suki hay Garo Hồng Liên Nguyệt nhé. Trước tiên như thường lệ, ta sẽ tìm hiểu một vài thông tin cơ bản xoay quanh bộ phim. Garo Guren no Suki là series phim thứ hai của loạt anime Garo, sau Garo Hono no Kokuin. Phần phim có tất cả 24 tập chính truyện và một tập nghỉ, được chiếu xuyên suốt từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016. Biên kịch chịu trách nhiệm cho phần phim này là Aikawa Noboru và Inoue Toshiki. Giờ chúng ta đến với phần nội dung. Phim lấy bối cảnh là nước Nhật thời Heian và khoảng những năm cuối thế kỷ 9, đầu thế kỷ 10. Câu chuyện xoay quanh Garo của thời đại này là một thanh niên tên Raiko, một người được chọn để thừa hưởng danh xưng Garo. Nhưng éo le thay, anh không thể chịu hồi được bộ giáp của mình. Anh cùng với hai cộng sự là Abesemei và Kintoki tiến vào cuộc hành trình cùng nhau chống lại horror cùng với những âm mưu của Ashiya Doman. Cốt truyện đơn giản là vậy. Sau đây, bọn mình xin phép mô tả rõ hơn về bối cảnh thế giới này cũng như một số khác biệt so với những thế giới Garo mà chúng ta đã biết. Như bọn mình vừa đề cập, bối cảnh của phim là nước Nhật thời đại Heian vào khoảng những năm cuối thế kỷ 9 và đầu thế kỷ 10 khi Fujiwara Michinaga nắm quyền nhiếp chính. Đây là thời kỳ mà gia tộc Fujiwara chi phối chính trị ở Nhật Bản. Tại thời đại này, loài người đều nhận thức được sự tồn tại của horror và gọi chúng là những ác linh, có nghĩa là những linh hồn tà ác len lỏi vào trong mặt tối của con người và nuốt chửng họ. Horror trong thời đại này hoạt động công khai và mạnh mẽ hơn so với trước đây chúng ta từng biết. Chúng tụ tập đông đảo vào ban đêm và luôn trầu trực để tấn công loài người. Như những phần phim khác của Garo, nhiệm vụ của các ma giới kỵ sĩ và ma giới pháp sư là tiêu diệt horror để bảo vệ loài người. Ở đây, mình xin phép gọi các ma giới tu sĩ là ma giới pháp sư thay vì kim thuật sư để phù hợp với viễn cảnh của thời đại này. Các ma giới kỵ sĩ hầu hết là những võ sĩ phục vụ cho các gia tộc hoặc cũng chính là người thừa kế của gia tộc đó. Ví dụ, tại gia tộc Minamoto lưu truyền thừa hưởng bộ giáp hoàng kim kỵ sĩ Garo. Song song với Minamoto thì phía gia tộc Fujiwara cũng truyền thừa một bộ giáp, nhưng vì một lý do nào đó mà đã thất lạc. Tung tích của bộ giáp này và thân phận của người kế thừa nó cũng sẽ được hé lộ trong phim và góp phần không nhỏ vào trong trận chiến cuối cùng của Garo. Các thành ma giới kiếm thì có ý thức cho riêng mình. Nó sẽ tự lựa chọn chủ nhân xứng đáng cho bộ giáp và kế thừa danh hiệu kỵ sĩ. Còn các ma đạo cụ tùy thân như Zaruba sẽ nắm vai trò giữ cánh cổng để triệu hồi bộ giáp. Song, trong phần phim này nổi bật nhất không phải là kỵ sĩ mà là một chức nghiệp đặc biệt chưa từng có trong bất kỳ phần phim nào trước đây của Garo, đó chính là âm dương sư. Chắc hẳn cũng nhiều bạn đã quen thuộc với chức nghiệp này thông qua các trò chơi hoặc manga rồi. Đây là một chức quan nổi tiếng của nước Nhật thời xưa. Các âm dương sư vận dụng lực lượng âm dương đạo dựa trên triết học của Trung Hoa là âm dương ngũ hành, kết hợp với những triết lý từ đạo giáo, khổng giáo và thần đạo. Tuy nhiên, các âm dương sư cũng có thể học hỏi cách thức thi pháp khá giống với các ma giới pháp sư, nên trong phim đôi lúc cũng rất khó phân biệt. Các âm dương sư ở đây không làm việc với sở phiến khuyển hay hội đồng ma giới như kỵ sĩ hay pháp sư. Họ rất ít khi chủ động tiêu diệt horror. Họ tập trung xây dựng kết giới, bao phủ cả kinh thành, ngăn chặn các horror xâm nhập từ bên ngoài vào. Vì thế, người dân có thể an tâm sinh sống trong thành và hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Do đó, giới quý tộc rất dựa dẫm vào các âm dương sư, nên họ trở thành chức nghiệp cao quý trong xã hội thời bấy giờ. Cũng bởi vì âm dương sư có địa vị rất cao, nên các kỵ sĩ chỉ đóng vai trò như những cận vệ, còn các pháp sư lại bị coi nhẹ. Nhưng đồng thời, các âm dương sư cũng vì tập trung đấu tranh cho quyền lực mà họ chủ yếu phục vụ cho các quý tộc hơn là dân chúng. Như vậy, các bạn có lẽ đã nắm đại khái tổng quát về thế giới này rồi. Giờ chúng ta bước vào nhận xét từng nhân vật nhé. Đầu tiên phải nhắc đến nhân vật chính của chúng ta, Minamoto Raiko. Tên thật của anh là Minamoto Yorimitsu, con trưởng của gia tộc Minamoto và là người thừa kế chính thức trên danh nghĩa của gia tộc. Nhưng vì lý do chính trị muốn tước bỏ tư cách kế thừa bộ giáp Garo của anh và mẹ đã bị chính cha ruột trục xuất, đuổi ra khỏi thành, lang thang nhằm làm mồi cho đám horror. Và quả thực, mẹ của Raiko đã bị horror lấy mạng, còn anh được Garoken lựa chọn
triệu hồi bộ giáp Garo và sau đó rơi vào trạng thái tâm diệt thú thân. Seime và Kintoki tình cờ đi ngang qua đã cứu được anh. Ngạc nhiên vì dù anh rơi vào tâm diệt thú thân đã khá lâu, nhưng vẫn chưa hề bị bộ giáp nuốt chửng. Seime quyết định đặt niềm tin vào anh và phong ấn Zaruba cũng như bộ giáp. Tỉnh lại và mất đi ký ức, anh đi theo Seime và Kintoki luyện tập trở thành ma giới kỵ sĩ và dần dần tìm lại được ký ức của mình. Khi anh nhớ ra được mình là ai, anh lại không hề mang oán hận gì với người cha của mình, cũng như nguyên nhân khiến cho anh bị bỏ rơi. Trở về và nhìn thấy nụ cười của em trai, anh quyết định đóng lại thân phận của bản thân và quyết tâm trở thành Garo để âm thầm bảo vệ những gì anh yêu quý. Về tính cách, có thể nói Raikou là một chàng trai hiền lành, có tấm lòng bao dung rộng lớn. Có lẽ nếu đặt bản thân vào trong tình cảnh này, thì không phải ai cũng sẽ dễ dàng tha thứ như Raikou. Tuy nhiên, cũng bởi vì tấm lòng anh quá bao la, nên vô tình trở thành điểm yếu của anh. Sự mềm lòng khiến anh trở nên nhân nhượng và thiếu đi sự sát phạt quyết đoán. Đôi khi anh còn do dự trong việc xử quyết Horror, hay trở nên dằn vặt khi không thể cứu được tất cả mọi người. Anh bất đắc dĩ phải phụ thuộc vào Seimei giải phong ấn cho bộ giáp để chiến đấu. Dù vậy, anh không hoàn toàn tin tưởng vào Seimei bởi cách cư xử của cô. Tiệu chung lại, Raikou là một chàng trai đôn hậu bao dung, có lý tưởng chiến đấu, nhưng tâm lý còn chưa thực sự vững vàng và mạnh mẽ như một ma giới kỵ sĩ thực thụ. Bộ phim sẽ là cả một quá trình lột tả từng bước trưởng thành của Raikou, từ một đứa trẻ bị chính cha ruột đẩy vào con đường chết chóc, đến khi từng bước trở thành một hoàng kim kỵ sĩ thực thụ, tự phá giải phong ấn của Seimei và mở ra con đường riêng cho mình. Nếu so sánh với Garo của phần anime trước đó là Hononoko Queen, thì Raikou và Leon khá giống nhau về xuất phát điểm, bởi cả hai đều là những nhân vật đang trong quá trình trưởng thành. Nếu như ở Raikou là một tấm lòng vị tha nhưng thiếu quyết đoán, thì ở Leon là một người mạnh mẽ, sát phạt nhưng lại bị thù hận che mất lý trí. Hai con người với hai phẩm chất đối lập nhau nhưng đều suýt nữa đã đánh mất đi chính mình, giờ sẽ từng bước trên con đường trở thành một Garo thực thụ. Raikou được dựa trên nhân vật anh hùng có thật cùng tên trong lịch sử thời Heian. Theo truyền thuyết, ông là người anh hùng diệt quỷ có giai thoại trừ yêu nổi tiếng bắt nguồn từ lịch sử có thật, dẫn đầu tiêu diệt trộm cướp và phản loạn trên núi Oeyama. Hình tượng võ sĩ trừ yêu này có lẽ là tiền đề ý tưởng để xây dựng nên hình ảnh nhân vật Garo của chúng ta. Tiếp theo là nữ chính của phần phim, Abeno Seimei, là pháp sư ma giới trợ thủ đắc lực của Raikou. Cô tên thật là Abe Kiyome, xuất thân là con gái độc nhất của gia tộc Abe, gia tộc âm dương sư đứng đầu đất nước. Cô sinh ra là một đứa trẻ mang dòng máu của hai gia tộc âm dương sư mạnh nhất là Abe và Kamo. Vì thế, ngay từ khi lọt lòng, cô đã được định số sẽ là âm dương sư mạnh nhất trong lịch sử. Ngay từ nhỏ, cô đã có sức mạnh để xử đẹp những con horror cấp thấp. Bản thân đám horror cũng cảm thấy sự đe dọa của cô nên đã tập trung để tấn công cô. Cũng vì để bảo vệ cho con gái mà mẹ cô đã dùng bí pháp để đưa bà thành vật chứa và cùng với chồng mình hy sinh phong ấn lại. Chứng kiến cảnh đó, cô quyết định từ bỏ thân phận âm dương sư của mình và lên đường học hỏi trở thành pháp sư ma giới. Trên đường đi cùng với Kintoki, cô đã gặp được Garo đang trong trạng thái tâm diệt thú thân và cứu anh. Biết được Raikou không bị bộ giáp Garo nuốt chửng, cô quyết định chọn anh làm ánh sáng hy vọng của đời mình và tạo phong ấn Zaruba để chờ anh trưởng thành. Seimei là một người có tính cách vui tươi, dễ gần. Cô là một người đặc biệt ưa thích đồ ngọt và cực kỳ ghét bướm. Cô có sở thích đặc biệt là thu thập những vật phẩm kỳ lạ trên đường và sưu tập chúng như những kho báu. Seimei cũng rất hay giả mình làm gái làng chơi để thả thính đàn ông quý tộc nhằm đạt được mục đích của mình. Cô có một tật xấu là hay khoác lác và nói dối. Đó cũng chính là lý do mà Raikou không thực sự tin tưởng cô. Seimei mang trong mình kỹ năng của cả âm dương sư lẫn pháp sư ma giới. Cô có mối quan hệ đặc thù với Ashiya Doman. Cô cũng là người thiết lập phong ấn trên Zaruba của Raikou khiến anh không thể triệu hồi giáp. Chỉ khi cô cho phép, anh mới có thể chiến đấu với tư cách Garo. Có thể nói, Seimei là một mắt xích không thể thiếu trong suốt mạch truyện của phim. Cô là nhân tố đặc biệt trong kế hoạch bí ẩn của Ashiya Doman, cũng như tầm quan trọng của cô đối với Raikou, hay thậm chí là quyết định đến trận chiến cuối cùng của phim. Một người phụ nữ sinh ra trong gia đình danh giá, nhưng lớn lên với sự cô đơn và bất hạnh. Mặc dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong tâm trí cô luôn mong ước một ánh sáng hy vọng. Và Raikou chính là ánh sáng hy vọng cuối cùng trong cô. So sánh với các nữ chính khác trong dòng phim Garo, cô mang khá nhiều điểm tương tự với Rian ở phần tính cách và sự bất hạnh giống với Mayuri. Sau tất cả, cô vẫn là công cụ cho mục đích của kẻ khác. Abe Seimei dựa trên một nhân vật có thật cùng tên trong lịch sử. Theo sử sách, ông là một âm dương sư nổi tiếng nhất trong lịch sử Nhật Bản.
và đây cũng là lần đầu tiên Seimei xuất hiện trong anime với giới tính là nữ. Tiếp đến là Kintoki. Kintoki vốn là một ma giới kỵ sĩ, nhưng vì một vài lý do nên cậu đã bị mất đi trí nhớ của mình, cũng như bị kẹt mãi trong hình hài của một đứa trẻ. Sau đó, cậu được mẫu thân của Raiko nhận làm cận vệ và dốc lòng bảo vệ cho Raiko. Sau khi mẹ con Raiko bị trục xuất khỏi thành, cậu đi tìm Raiko và đồng hành cùng với Seimei gặp anh trong trạng thái tâm diệt thú thân. Kintoki là một người thật thà, cậu tuyệt đối trung thành với Raiko và phụng sự cậu ta như một chủ nhân duy nhất. Nhờ có kỹ năng của một ma giới kỵ sĩ, cậu đảm nhiệm vai trò huấn luyện cho Raiko. Vũ khí chính của cậu là một cặp côn. Cậu đồng thời đảm nhiệm luôn vai trò kiểm tra horror thay thế cho ma đạo hỏa. Kintoki cũng dựa trên nhân vật có thật trong lịch sử, cũng như trong cổ tích Nhật Bản là Sataka Kintoki, hay có tên thời niên thiếu là Kintaro, một trong bốn cận vệ trung thành của Minamoto Yorimitsu và sánh vai cùng ông trong giai thoại. Kintoki trong Garo Gurenski có mang theo một chiếc tạp dề trên người. Hình tượng này của cậu cũng dựa trên hình ảnh của cậu bé Kintaro trong truyện cổ tích. Giờ ta tiến tới phản diện của phim Ashiya Doman. Doman vừa là một âm dương sư, lại vừa là một pháp sư ma giới, tương tự như Seimei. Tên của hắn thừa hưởng từ sư phụ của mình. Hắn xuất hiện với hình dạng một kẻ mang nhiều vết sẹo trên mặt. Nhưng vết sẹo đó được hắn sử dụng như một cánh cổng âm ngã để mang horror tới cho người khác. Ashiya Doman mang chứa hận thù rất lớn đối với xã hội, đặc biệt là với những quý tộc trong kinh thành bởi vì quá khứ và xuất thân thật sự của hắn. Hắn và Seimei có quen biết sâu xa và đang đặc biệt chú ý tới cô. Phần phim này đã thể hiện ra rằng hắn đang có một suy tính hay âm mưu đặc biệt nào đó cần có tới Seimei. Vì lý do tránh spoil gây ảnh hưởng đến nội dung phim nên bọn mình sẽ không nói chi tiết về âm mưu của nhân vật này. Đánh giá về Doman, có thể nói hắn là một kẻ nham hiểm không chừa bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cũng giống như Raiko có một quá khứ nhưng lựa chọn hai con đường khác nhau. Hắn cũng mong ước một ánh sáng hy vọng nhưng lại không thể. Sinh ra trong một xã hội đầy rẫy sự bất công và tàn nhẫn đã không cho hắn cơ hội được trở thành một người tốt. Tuy nhiên, phần phim Gurenski này lại không thể lột tả được sâu hơn về nhân vật này. Mãi đến giai đoạn cuối phim, chúng ta mới được biết rõ ràng hơn quá khứ cũng như động cơ của hắn trong suốt cả phần phim. Hắn mặc dù là phản diện chính của phim, nhưng không được như Mendoza của Hononoko Kin. Hắn lại có phần bị mờ nhạt đi bởi sự xuất hiện của sư phụ hắn. Ashiya Doman nổi tiếng trong rất nhiều câu chuyện về Abe no Seimei, là đối thủ của Seimei trong các trận đấu pháp thuật. Seimei đóng vai chính nghĩa, còn Doman đóng vai tà ác. Giờ là nhân vật Fujiwara Michinaga, là kẻ đứng đầu của tộc Fujiwara, đồng thời là người có quyền lực chính trị cao nhất ở thời đại này. Hắn mặc dù là nhân vật phản diện, nhưng chỉ là kẻ cầm đầu trong giới chính trị mà thôi, không phải kỵ sĩ, cũng không phải âm dương sư và cũng không hề liên quan đến bất kỳ âm mưu nào liên quan tới horror trong suốt cả phim. Hắn hoàn toàn là một con người. Nghe có vẻ kỳ lạ tại sao bọn mình lại nhắc tới một nhân vật có vẻ bình thường như vậy. Sở dĩ là vì hắn là nguồn cơn gây ra tất cả những mâu thuẫn trong phim, cả của Raiko hay Ashiya Doman chỉ vì tham vọng chính trị của hắn. Mặc dù xung quanh quang thành có tầng kết giới dày đặc để phòng thủ trước horror, nhưng hắn vẫn muốn có một hộ vệ là man giới kỵ sĩ để đảm bảo cho tính mạng của hắn. Gia tộc Fujiwara có truyền lưu một bộ giáp kỵ sĩ nhưng bị thất lạc. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho tính mạng của mình, hắn đã âm mưu muốn chiếm lấy bộ giáp Garo của gia tộc Minamoto. Hắn đã để cha của Raiko là Minamoto Nakamitsu thông hôn với em gái mình và sinh ra Minamoto Yorinobu. Để đảm bảo chắc chắn bộ giáp Garo sẽ được chuyển lại cho Yorinobu, thì hắn gợi ý cho cha của Raiko phải biến Yorinobu thành người con trai duy nhất. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến mẹ con Raiko bị trục xuất ra khỏi thành để làm mồi cho horror tấn công. Michinaga là một kẻ đầy âm mưu và toan tính, đồng thời là một tên ngụy quân tử ti tiện, bất chấp mọi thủ đoạn. Mọi việc hắn làm chỉ để đảm bảo cho quyền lực của chính bản thân mình. Do đó, xã hội nổi lên rất nhiều sự mâu thuẫn về giai cấp, chính trị, giữa những người dân, quý tộc hay kể cả nội bộ các gia tộc âm dương sư với nhau. Hắn có thể xem như một phiên bản của Tose trong Garo Yami wo Terasu Mono. Một kẻ đầy âm mưu và tham vọng, giật dây từ phía sau. Chỉ khác một điều là Michinaga giật dây về mặt chính trị, chứ không tham dự bất kỳ âm mưu nào của horror. Đồng thời, vì có lẽ hắn dựa trên một nhân vật có thật trong lịch sử, nên kết cục của hắn là chết thay vì trở thành horror. Theo như trong lịch sử, Michinaga đã đưa quyền lực của hắn cũng như gia tộc Fujiwara lên đến đỉnh cao quyền lực. Đến đầu thế kỷ thứ 10, quyền lực của hắn lớn tới mức có thể phế truất và lập thiên hoàng. Có thể nói đây là nhân vật khiến người khác căm ghét nhất, nhưng lại sống rất dai và trở thành một huyền thoại.
Ngoài ra, còn rất nhiều nhân vật gây ấn tượng trong bộ phim như Minamoto Yorinobu hay Fujiwara Yasusuke. Về các nhân vật này, có lẽ để dành cho các bạn xem phim theo dõi hoặc hẹn gặp các bạn trong một clip giới thiệu nhân vật của kênh. Tiếp theo là hành động và kỹ xảo. Đây có lẽ là điểm trừ lớn nhất của phim. Các khung cảnh chiến đấu có phần không gây thỏa mãn cho người xem. Tuy animation của những trận đấu không triệu hồi giáp không quá tệ, nhưng các phân cảnh mặc giáp để chiến đấu lại diễn ra quá nhanh. Cảm giác như chúng ta chưa kịp uống xong ly nước thì horror đã hoàn toàn bị tiêu diệt vậy. Vì thế, điều này đã góp phần nào khiến phim có phần trở nên nhàm chán. Xét về yếu tố âm nhạc, như thường lệ, phim có cho mình hai bài opening là Kurenuski Kakusareshi Yami Monogatari, tạm dịch Hồng Liên Nguyệt, Chuyện Đen Tối Chưa Kể và Tsukika, Nguyệt Hoa, cũng như hai bài ending là Kamon, Hoa Văn và Hanahatsu, Hoa Sen. Đối với phần âm nhạc của Kurenuski thì mình nghĩ không có quá nhiều điều để đánh giá. Song, vì phim lấy bối cảnh vào giai đoạn khoảng thế kỷ 9 và 10, nên nhạc phim cũng mang đậm dư vị truyền thống của âm nhạc Nhật Bản thời xưa. Vì vậy, không chắc phần đông khán giả đều có thể dễ dàng cảm được nó. Hay giờ ra sao, có lẽ nên để cá nhân người xem tự mình trải nghiệm sẽ tốt hơn. Giờ trước khi khép lại bài review, mình sẽ đánh giá tổng thể Garo Kurenuski. Bộ phim là cả một câu chuyện mang hơi hướng sâu sắc về đấu tranh chính trị và giai cấp. Phim cho ta một cái nhìn mới về âm ngã trong mỗi con người. Không phải lúc nào có dục vọng sâu xa mới tạo nên bản ngã. Horror đôi khi là những người dân vô tội. Họ có mong ước, có khát khao được sống, được yêu thương, được bình đẳng như những con người bình thường khác. Chính bởi khao khát những điều đó nên đứng trước một xã hội đầy bất công, họ đã đánh mất đi sự hy vọng. Họ sẵn sàng đưa mình vào bóng tối để có thể tiếp tục được tồn tại. Cuộc sống khó khăn, nghèo khổ, bất công đã đẩy họ vào con đường cùng và không thể nào quay đầu lại. Buộc họ phải đứng giữa sự lựa chọn, trở thành horror để tiếp tục tồn tại, hay lựa chọn cái chết như cách một người mẹ chấp nhận từ bỏ xa vào âm ngã để cho con mình được giữ ký ức đẹp đẽ về mẹ trong tập 6 của bộ phim. Sự pha trộn những yếu tố lịch sử kết hợp với những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết Nhật Bản là điểm sáng tạo và gây ấn tượng cho phần phim này. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh câu chuyện cổ tích về nàng tiên ông tre, võ sĩ tí hon hay các horror dựa trên một số yokai trong truyền thuyết Nhật Bản được biến tấu thành các câu chuyện trong bộ phim. Nói tới điểm hay thì cũng phải nói tới điểm dở. Phim có phần khai thác mạch truyện khá hời hợt và nhiều khi không rõ ràng. Mọi diễn biến đều xảy ra quá nhanh. Ví dụ như ở đầu phim, chúng ta đều biết Raiko là một chàng trai bị mất trí nhớ, nhưng quá khứ của anh chỉ được khai thác ở tập 2 và tập 8 của bộ phim, cũng như không có bất kỳ điều gì khác dẫn tới câu chuyện ở tập 8 cả. Ở tập 8, chúng ta đã biết về quá khứ của Raiko, nhưng lại không rõ ràng chuyện tại sao anh có được Garo Ken và được chọn trở thành Garo. Phim có quá nhiều tuyến nhân vật, nhưng các nhân vật đều không được khai thác rõ ràng mà chỉ dàn trải một cách lan man, khiến nhiều nhân vật gây ấn tượng cả về bối cảnh xây dựng cũ, như tính cách của Fujiwara Yasusuke hay Minamoto Yorinobu lại không được đầu tư kỹ hơn, hầu như chỉ góp phần tô điểm cho phần phim. Hay như nàng công chúa ống tre Kaguya. Chúng ta tưởng chừng như đang chờ đợi một câu chuyện tình giữa Raiko và nàng ta, nhưng cuối cùng lại không phải. Kaguya cũng là một nhân vật ảnh hưởng đến trận chiến cuối cùng, nhưng sau lần xuất hiện đầu tiên lại hoàn toàn mất tích và không được khai thác thêm gì cho tới trận chiến cuối. Cộng với việc các cảnh hành động không mấy ấn tượng và diễn ra quá nhanh gọn như đã đề cập lúc nãy đã khiến phim không thực sự thu hút. Nhìn chung, theo đánh giá của nhóm, Garo Kurenuski hay Garo Hồng Liên Nguyệt là phần phim dành cho những bạn yêu thích cổ trang Nhật Bản. Bộ phim có đủ các yếu tố bi kịch cũng như những vấn đề xã hội cho mọi người cùng nhau xem và suy ngẫm. Với cốt truyện đơn giản, không quá phức tạp, pha lẫn yếu tố lịch sử và truyền thuyết Nhật Bản. Mặc dù phim vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng đây cũng là phần phim đủ tạo ấn tượng đối với những fan của dòng phim Garo. Và trên đây là toàn bộ review của chúng mình về Garo Kurenuski. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ để lại like và subscribe để ủng hộ nhóm. Và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại. Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!